chàng sinh viên trông vội vàng lắm. Chiều hôm nay thi học kỳ cuối, với bao nhiêu lo toan trên đường tương lai. Chị công nhân đang vào nhà máy, từ phương xa cha già hàng ngóng, chờ đứa con lâu nay chưa có gì về nhà. Từ xa xa có một bà lão, kia đôi vai đang oằn nặng xuống, gánh rau hôm nay vẫn chưa được bao nhiêu. Quần bên cao bên thì thật thấp, miệng giáo to tay cầm tập số, thằng bé rất mong ban nhanh để đưa về nhà. Nơi đâu cho ta bao hơi ấm, nơi đâu cho ta say ngon giấc, cho ta tung chân bước, có tiếng hát có những phút giây yên bình. Dù đêm khuya hay trời vừng sáng, dù đi xa hay kề gần xa, thì bước chân tôi cũng luôn mong được về nhà. Vài ba anh trong bụi bặm lắm, hình sấm đen tóc nhuộm vàng trắng, có hay chăng phương xa mẹ già đang mong. Một ông kia gương mặt hạnh phúc, cầm trên tay hoa quả và nến, tặng đứa con thơ rất mong cha mình. Cho ta bao hơi ấm, nơi đâu cho ta sẽ ngon gió, có anh nên có những bước cơ ngon lành. Nơi đâu cho ta bao hơi ấm, nơi đâu cho ta tung chân bước, có tiếng hát có những phút giây. Dù đi xa hay kề gần xa, thì bước chân tôi cũng luôn mong được.